Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi sáng ngày hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người. Hôm nay Tâm Tâm cũng chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn về tin tức tình hình hiện tại ở Cần Thơ. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi video với Tâm Tâm nha. Và cả nhà khi xem video hãy nhớ bấm đăng ký kênh để nhận thông báo thông tin mới nhất khi Tâm có video mới nhé. Thì đầu tiên là thông tin về tình hình ở Cần Thơ trước nha cả nhà. Thì như chúng ta đã biết là ngày hôm qua, ngày 21 tháng 11, thì thành phố Cần Thơ ghi nhận 897 ca nhiễm và số trường hợp điều trị khỏi trong ngày là 110. Số trường hợp tử vong là 6 ca, nâng tổng số ca tử vong lên là 148 ca. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.715 người. Lũy tích đến nay có 16.029 người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Còn số người đang phải cách ly tại nhà là 14.752 người, trong đó có 3.532 F0 đang cách ly điều trị tại nhà, 4.648 F1 cách ly y tế tại nhà, tổng cộng là có 127.209 người hoàn thành cách ly tại nhà. Về công tác điều trị thì tổng số bệnh nhân đang điều trị là 3.174 trên tổng số khả năng điều trị, tức là 3.100 giường. Và trong đó thì tầng 1 đã vượt khả năng là 2.097 giường trên khả năng là 1.850. Tầng 2 là 949 giường đang điều trị và tầng 3 là 128 giường đang điều trị. Trong số các bệnh nhân nặng nguy kịch thì có 73 bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ, 16 bệnh nhân thở HFNC, 5 bệnh nhân thở máy không xâm lấn và 23 bệnh nhân thở máy xâm lấn. Và ngày hôm qua thì thành phố Cần Thơ tiêm tổng cộng là 68.958 liều và tổng số đến nay thì tổng số liều đã tiêm là 1.632.268 liều. Trong đó thì tỷ lệ người đã được tiêm trên 18 tuổi là 96,5% là người đã tiêm mũi 1, còn trong đó tỷ lệ người tiêm mũi 2 đủ 2 mũi là 75,8%. Như vậy thì thành phố Cần Thơ kể từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11, tức là trong vòng 7 ngày, Cần Thơ ghi nhận con số là 4.671 ca. Một tuần trước đó, tức là từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11, là con số là 2.796 ca, cho thấy là ở trong vòng một tuần trở lại đây, số ca nhiễm tăng rất cao. Và Cần Thơ cũng đã chính thức vượt mốc 17.000 ca nhiễm kể từ hôm qua, là 17.184 ca nhiễm. Và ngày hôm qua, 21 tháng 11 cũng là ngày thành phố Cần Thơ ghi nhận nhiều ca tử vong nhất, 6 ca, nâng tổng số ca tử vong lên là 148 ca. Và nãy giờ thì Tâm Tâm cũng chia sẻ với mọi người thông tin về tình hình ở Cần Thơ. Bây giờ thì chúng ta cùng đi qua thông tin về tình hình các tỉnh ở miền Tây. Đầu tiên là theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, trong ngày tỉnh ghi nhận 486 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh lên là 12.389 ca, trong đó có 217 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. 183 ca là F1, 6 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh đã được cách ly tập trung trước đó. Thống kê của Sở Y tế thì địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh là huyện Trần Đề, 3.199 ca, cái đó là Kế Sách 1.785, thị xã Vĩnh Châu 1.697, thành phố Sóc Trăng 1.367 ca. Tiếp theo là thông tin tại Đồng Tháp. Đồng Tháp ghi nhận 508 ca mắc mới, trong đó 178 ca cộng đồng. Địa phương có số ca mắc cộng đồng cao trong ngày nhiều nhất là huyện Châu Thành với 44 ca. Toàn tỉnh đã ghi nhận tổng số 16.736 ca. Số bệnh nhân đang điều trị là 4.864 ca, trong đó thì có 4.619 ca không có triệu chứng. Triệu chứng nhẹ, có thêm 2 ca tử vong trong ngày, nâng tổng số người tử vong lên là 244 ca. Còn tại Vĩnh Long thì ghi nhận là 311 trường hợp nghi nhiễm, gồm 142 ca cộng đồng, 25 ca sàng lọc cơ sở y tế và 144 ca là F1. Đến nay, Vĩnh Long có 6.593 ca, trong đó đã khỏi là 3.520 ca và 62 ca tử vong. Tiếp theo thì tại An Giang, cùng ngày An Giang ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày giảm sâu, chỉ còn 243 ca, trong đó 118 ca cộng đồng. Thành phố Châu Đốc là địa phương có ca cộng đồng trong ngày nhiều nhất với 53 ca. Tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh là 20.937 ca. Và tại Trà Vinh thì ghi nhận 260 ca trong một ngày, trong đó 186 ca trong cộng đồng, 50 ca trong khu cách ly, 10 ca cơ sở y tế và 14 ca là người về từ ngoài tỉnh. Đến nay thì Trà Vinh ghi nhận là 5.613 ca nhiễm, trong đó 2.562 bệnh nhân đã điều trị khỏi, 37 trường hợp tử vong.
Và tại Bến Tre, ngày 21 tháng 11 thì ghi nhận 285 ca mắc COVID-19, trong đó 272 ca cộng đồng, 13 ca trong khu cách ly. Trong số phát hiện trong cộng đồng có nhiều ca liên quan đến các ổ dịch tại các công ty, khu công nghiệp và các doanh nghiệp. Đến nay, tổng số ca mắc trên địa bàn toàn tỉnh Bến Tre là 4.642 người, trong đó 57 ca tử vong, 2.699 ca ra viện. Và thông tin tại Bạc Liêu cập nhật đến 6 giờ 21 tháng 11, tỉnh này ghi nhận là 356 ca nhiễm mới, 290 ca bình phục và 2 ca tử vong. Lũy kế đến nay toàn tỉnh đã có 9.349 ca nhiễm, trong đó đã khỏi là 5.726 ca, 89 ca tử vong. Hiện tỉnh đang điều trị là 3.534 ca. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ, Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!